Dưới bóng cờ nêu gương người hiệp sĩ trung kiên, vì yêu Chúa ta nguyện dẫn thân, mang đức tin chiếu rọi vào đình trời, mang mến yêu thắm gọi vào lòng người. Người hiệp sĩ sông gương anh hào, là hiệp sĩ cố gắng chiến đấu cho nhà đức tin, nêu gương cao chúng ta nguyện hiến thân cho giáo hội trường sinh. Là hiệp sĩ cố gắng chiến đấu đem nguồn úi an đi tô non sông công bình khắp nơi cho nước Việt trường tồn. Dưới bóng cờ noi gương mẹ Maria và cả thánh từ đạo nước Nam, cho giáo dân sống đạo nhiệt thành, cho quốc dân thái bình và thịnh vượng. Người hiệp sĩ xưng danh anh hùng,